Xin chào các bạn, nếu một ngày bạn đang chơi game thì bị kéo vào trong thế giới của trò chơi, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó? Mai của chúng ta cũng vậy, trong một lần đánh quái làm nhiệm vụ, cậu bị một con quái vật không rõ danh tính tiêu diệt toàn bộ tổ đội, rồi kéo cậu vào trong trò chơi, đen ở một chỗ. Cậu lại chuyển sinh thành anh hùng một sao yếu nhất. Vậy cậu sẽ phải làm gì để sinh tồn và thoát khỏi nơi đây? Hãy cùng Huy Manga đến ngay với Gacha vô hạn. Tên tôi là Momoka, nghề nghiệp lính đánh thuê. Các anh có biết chúng ta đang ở chỗ quái nào không? Tôi là leader chủ xưởng mộc ở Edura. Còn về đây là đâu thì? Xin lỗi, tôi cũng không rõ nữa. Reed, nhân viên tiệm đồ cổ Hase. Tôi cũng không biết chúng ta đang ở đâu luôn. Tôi tên Jenna, dân sống trong rừng. Cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Han Irak, nghề nghiệp là nông dân và tôi cũng vậy, không có thông tin gì cả. Một nhóm 11 người không biết lý do tại sao họ đang ở đây. Hay đây là đâu? Một người trong bọn cho ý kiến, có thể họ đã bị một ma pháp sư mang đến nơi này để biến họ thành chuột thí nghiệm. Nhưng một số người khác lại phản đối ý kiến của anh ta. Còn đang cãi nhau thì một tinh linh nhỏ bé xuất hiện. Cô thông báo rằng chủ nhân của cô đang chuẩn bị mở khe nứt không thời gian, cho nên mọi người hãy chuẩn bị chiến đấu đi. Nhìn thấy dáng vẻ lộn xào của con tinh linh, những người khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sau màn xuất hiện đột ngột, tinh linh tự giới thiệu mình là Isen, một tiên nữ có nhiệm vụ quản lý nơi đây. Tuy một số người ra sức hỏi về kẻ đã đem họ đến chỗ này, nhưng tinh linh tuyệt nhiên không trả lời. Tức giận, Momoka bèn rút kiếm ra để bắt cô ta phải nói. Nhưng khi nhìn thấy hành động của anh ta, tinh linh chỉ thở dài. Thấy thái độ của tinh linh, Momoka tức giận chuẩn bị chém tới cô ta. Mà tinh linh, khi nhìn thấy hành động đấy cũng chỉ mỉm cười. Khi Momoka còn chưa kịp có hành động gì, thì đầu của anh ta đã bay khỏi cổ. Thông báo hiện lên, Momoka 2 sao đã trở về vòng tay của nữ thần. Chiến hồn của anh ấy sẽ được lưu danh đến vĩnh hằng. Lý do chết, tự sát do stress. Chứng kiến cái chết của anh ta, những người khác cũng vô cùng hoảng loạn. Nhìn mọi người với ánh mắt tà ác, yêu tinh nhỏ tuyên bố. Bất kỳ ai trong các ngươi còn có ý định tấn công ta, thì chuẩn bị tinh thần về với Đức Mẹ đi là vừa. Lướt mắt qua đám người đang gào thét trong hoảng loạn, tinh linh giải thích. Nghe cho kỹ lời của tôi, chiến đấu cho tốt vào, rồi chiến thắng. Mấy người chỉ đơn giản là làm vậy thôi. Thông báo lại tiếp tục cất lên. Kết hợp đội hình đang ghép đội các hero. Leader 1 sao đã tham gia party 1. Lanto 1 sao đã tham gia party 1. Marilyn 1 sao đã tham gia party 1. Kenko 1 sao đã tham gia party 1. Jackson 1 sao đã tham gia party 1. Cười lên phấn khích, cô ta tuyên bố. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Vết nứt không gian. Mở. Theo khẩu lệnh. Cánh cửa sau lưng cô ta cũng từ từ mở ra. Chỉ thấy sau cánh cửa, một vùng ánh sáng hư không từ từ xuất hiện, càng lúc càng chói mắt hơn. Mà nhóm người được gọi tên cũng từ từ bước đến cánh cổng. Chỉ tay vào cánh cổng, tinh linh yêu cầu đám người đi qua đó. Nếu không muốn có kết cục như tên kiếm sĩ vừa rồi. Đang đắc ý thì một giọng nói phía sau yêu cầu cô ta dừng lại. Người cất tiếng nói là anh nông dân Han Ilat. Anh yêu cầu người chủ trò phải cung cấp cho họ vũ khí để leo tháp. Nghe đến chữ tháp, cô gái tóc đỏ cũng không hiểu anh ta đang nói về điều gì. Nhìn vào cái xác của tên lính đánh thuê, tinh linh cũng đồng ý với đề nghị của anh nông dân. Mở hệ thống, cô gửi thỉnh cầu của anh nông dân đến với chủ nhân. Đáp lại hệ thống thông báo, những hero không có trang bị chiến đấu sẽ được trang bị mặc định một thanh kiếm gỗ cũ. Nếu bạn bỏ vào kho vũ khí, các hero sẽ nhận được trang bị vũ khí ấy. Sau khi nghe cậu nói chuyện, ông chủ cửa hàng hỏi Han có biết gì về nơi đây không. Nhưng cậu ta cũng không biết nhiều hơn mọi người là mấy. Vì cậu ta mới ở đây không lâu, cô gái áo đỏ cũng nhận ra. Cậu ta đã đến đây trước họ. Han nói rằng, muốn sống sót, mọi người phải nhanh chân, chỉ vào ngôi nhà bên cạnh. Cậu nhắc nhở mọi người nên vào đó để lấy vũ khí. Còn chưa chờ mọi người hiểu ra vấn đề, cậu đã đi vào trước. Tuy không tình nguyện, nhưng đám người vẫn vào đó để chọn vũ khí cho bản thân. Cuối cùng, thì cả đám người cũng lấy cho mình được vũ khí ưng ý. Nhưng khi bước ra, thi thể của Momoka đã biến mất, mà cô tinh linh nhỏ vẫn liên tục dục mọi người tiến vào cánh cổng. Vừa chạm tay vào vùng không gian, một sóng dao động đã xuất hiện. Điều này làm cho những người chơi có phần hoảng sợ. Mà ở cạnh đó, Han lại chọn cho mình một vũ khí. Đó là tấm khiên thô sơ cấp E. Nhìn vào biểu hiện của anh ta, cô gái tóc đỏ hỏi rằng có phải anh đã biết trước chuyện gì đó không? Nhất quyết, Han không trả lời cô ta. Anh chỉ nói rằng, nếu muốn có câu trả lời, cô phải tự tìm lấy. Vừa lúc này, thông báo cũng phát lên.
Marini đã trở về với vòng tay của nữ thần. Nghe vậy, thái độ của Han và cô gái tóc đỏ đều vô cùng hoang mang. Tiếp theo đó, thông báo những người chơi khác bị hạ gục liên tiếp hiện lên. Ngay sau đó, hệ thống thông báo toàn bộ tổ đội 1 đã bị quét sạch. Trong khi Han đang thầm tính toán vì tốc độ ra đi quá nhanh của nhóm người đầu tiên, thì khuôn mặt con tinh linh lại như bị táo bón lâu ngày, liên tục nguyền rủa sự vô dụng của đám người kia. Ngay sau đó, 5 người còn lại đã được hệ thống tập hợp để tiếp tục đi vào đấu trường. Nhìn con tinh linh, ông già văn với nó rằng nhà mình 3 đời bị viêm xương khớp nên không thể hoạt động được. Ông xin nó cho ông được ở lại để làm công tác hậu cần. Mà con tinh linh khi thấy màn diễn dở như hạch của ông, nó cũng tức run người. Cuối cùng thì cô gái tóc đỏ cũng phải kéo ông già vào cánh cổng, không lớ ngớ nó lại làm cho một phát thì khổ. Sau khi bước qua cánh cổng, mọi người được đi đến một nơi có kiến trúc khá giống một ngôi đền. Trên bức tường đối diện, một dòng chữ hiện lên. Hạng mục chính, tầng thử thách hiện tại của bạn là tầng 1. Hệ thống thông báo cửa đang được mở. Lúc này, gương mặt của Han vô cùng nghiêm trọng. Anh yêu cầu mọi người phải tập trung. Từ bức tường, một đoạn ánh sáng chói mắt thoát ra che phủ tầm nhìn của mọi người. Khi mở mắt, họ đã thấy mình đứng giữa một đồng cỏ rộng lớn. Cả 5 người lúc này cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hệ thống thông báo, bạn đang ở trong tầng 1, loại nhiệm vụ. Chế ngự mục tiêu, tiêu diệt tất cả kẻ địch. Sau màn thông báo, vô số goblin không biết từ đâu xuất hiện. Nhìn vào đám quái vật, Han nói rằng cách duy nhất để sống sót là phải chiến đấu. Nhưng vừa quay đầu lại, 3 tên tân binh đã quăng vũ khí bỏ chạy. Nhìn theo bóng lưng của lão già, tóc đỏ hỏi chẳng phải lão vừa bảo mình bị đau khớp hay sao. Mặt dày lão chạy vừa nói, bệnh của mình đột nhiên khỏi rồi. Đang chạy thì 3 người va phải một bức tường vô hình. Nhìn thấy biểu hiện của 3 người, tóc đỏ cũng vô cùng ngạc nhiên. Sờ vào bức tường, 3 người cố gắng tìm kẽ hở để thoát thân. Thấy thái độ của 3 tên đó, Han cũng hạn hán lời. Quay sang Han, cô gái hỏi, chúng ta có thể thoát được nếu đánh bại lũ goblin chứ? Không trả lời, anh ta hỏi cô có biết dùng cung không? Cô tự nhận mình là con của một thợ săn. Tóc đỏ nói sẽ bắn yểm trợ, trong khi anh ta lao vào chiến đấu với đám goblin. Nhìn vào 3 người kia, tóc đỏ hỏi, thế còn họ thì làm gì? Không cho do dự, Han nói, kệ cái lũ vô dụng đó thôi. Lúc này đám yêu tinh đã tiến sát gần đến họ. Han lúc này cũng ngay lập tức thủ thế, mà con goblin đầu tiên cũng nhảy lên chém về phía anh. Ở đây anh tên là Han Islat, nhưng tên thật của anh ta là Han Saolin, và có vẻ anh ta vừa kẹt trong một trò chơi RPG nào đó. Tại thời điểm đó, chỉ với nhất chém đầu tiên, con goblin đã gần như phá hủy chiếc khiên của anh ta. Pick Me Up, một game mobile được phát hành bởi studio của tập đoàn Mobius. Mục tiêu của game là công phá tòa thành 100 tầng, hỗ trợ các hero bằng cách tạo ra nguyên liệu và xây dựng căn cứ. Bạn cần quét sạch tòa tháp bằng cách sử dụng mưu kế và chiến thuật. Chỉ mới hôm qua, anh ta vẫn còn sống cuộc sống bình thường. Mà con game Pick Me Up cũng vừa đạt được 100 triệu lượt tải. Han cũng là một người chơi bình thường trong số 100 triệu người chơi. Cấp bậc của hero triệu hồi có thể từ 1 đến 7 sao. Mà Han lại là một người chơi vô cùng xui xẻo. Anh đã dùng 1.000 lần quay miễn phí, nhưng vẫn chỉ ra những hero dưới 5 sao. Khác với những game khác, trong Hãy Chọn Tôi, một khi nhân vật đã chết thì sẽ ra đi mãi mãi. Nên nhiều người chơi thường hay sử dụng những nhân vật rác. Để thám thính hầm ngục, đang trong quá trình khám phá mê cung, hệ thống cũng vang lên cảnh báo. Tất cả các thành viên của tổ đội anh ta đều cảm thấy sợ hãi. Một nhân vật trong đó đề nghị lên rút lui, nhưng đây là đội hình rác của anh ta. Lên Han Seo-in vẫn tiếp tục cho cả đội đánh boss. Ngay sau đó, toàn đội đã bị tiêu diệt dưới tay con boss cấp 999. Nhìn vào cấp độ con boss, Han khẳng định rằng trò chơi đã bị lỗi. Chạm tay vào con nó, cậu chỉ muốn bóp chết nó qua màn hình điện thoại. Nhưng con boss lúc này cũng có ý thức. Nó nhìn thấy Han từ trong trò chơi. Nhanh chóng ý thức của cậu dần trở nên mờ nhạt. Thông báo tài khoản mới được tạo của hệ thống vang lên. Hệ thống yêu cầu người chơi chọn tên. Sau một thời gian chờ, hệ thống chọn một cái tên ngẫu nhiên, Water. Tất cả mọi việc đều do hệ thống tự định đoạt. Bước tiếp theo, hệ thống hỏi người chơi có chơi phần hướng dẫn hay không. Chỉ biết khi mở mắt, Han đang ở trong một ngôi làng đang bốc cháy. Mà theo hệ thống, đó là quê hương của anh ta. Theo cốt truyện, một kẻ thù bí ẩn đã xâm chiếm lục địa của Han. Nếu anh muốn cứu thế giới, Han phải leo lên tòa tháp. Còn đang nghe lời dẫn chuyện, một kẻ khác đã tìm đến với cậu. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ hướng dẫn, đánh bại bọn goblin xâm chiếm ngôi làng.
nhìn vào con yêu tinh trước mặt, Han không tin vào mắt mình. Nhưng chẳng lâu sau đó, cậu đã nhận ra đây là sự thật. Vung đao lên đỡ cuộc tấn công đầu tiên của con Goblin, hệ thống nói rằng trí tuệ nhân tạo của Hero đang thực hiện trận chiến giúp người chơi. Nhờ vậy mà Han có thể dễ dàng đánh bay vũ khí của tên yêu tinh. Sau đó cậu giơ kiếm lên chỉ với một chém, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Han đã được lên cấp, hệ thống đã gửi phần thưởng, hãy kiểm tra hộp thư của bạn. Nhìn vào cảnh vật quen thuộc này, cậu nhận ra đây là thế giới trong Pick Me Up. Hệ thống thông báo người chơi có thể triệu hồi một đồng minh, còn chưa hiểu chuyện gì. Một cánh cửa ánh sáng đã mở, ra nhân vật được triệu hồi là Hiroshi. 5 sao cấp độ siêu hiếm, nhìn vào cô gái trước mặt. Han đoán rằng mình cũng được triệu hồi như vậy. Vừa thấy Han, cô gái đã hỏi anh ta là ai. Mà bảng chỉ số của cô ta cũng được hiện lên. Cô ta tự giới thiệu mình tên là Si, một kỵ sĩ. Ngay sau đó hai người đã ghép thành một tổ đội. Rồi cậu và Si bị đưa vào hầm ngục một lần nữa, không như Han lần đầu cầm kiếm. Hero 4 sao Si đã tiêu diệt 5 con Goblin trong vòng một nốt nhạc. Nhanh chóng hai người đã qua ải dễ dàng, nhưng vấn đề là thứ xảy ra sau đó. Họ phải thực hiện hướng dẫn cuối cùng, hệ thống yêu cầu. Người chơi phải dung hợp những hero của mình để tạo ra một hero mạnh hơn. Nghe vậy, một ý nghĩ tiêu đời rồi xuất hiện trong đầu của Han. Nhưng chính lúc này, tinh linh nhỏ cũng đột nhiên xuất hiện. Cô ta yêu cầu cậu đi gặp Master. Nhìn cô ta, Han gọi tên Isen khiến cô bé kinh ngạc. Sau khi giới thiệu tên của mình, ngay lập tức tiểu tinh linh đã đã tra trong cuốn sổ lai lịch của cậu. Nhưng khi đọc thông tin, cô phát hiện ngoại hình của cậu rất khác trong ảnh. Nhân cơ hội đó, Han nói rằng mình là người ở Seoul và cậu muốn trở về thực tế. Nhìn Han, Isen cũng không dám tin mình đang nói chuyện với một người chơi. Cô ta gào lên hoảng sợ vì không biết sao chuyện này có thể xảy ra. Ngay sau đó, cô ta đã rút Han vào phòng tổng hợp với nữ chiến binh. Hệ thống thông báo, quá trình tổng hợp đã bắt đầu. Ngay sau đó, cơ thể của cậu bắt đầu trở lên mờ ảo. Mà thực ra quá trình này là một hero yếu hơn, sẽ trở thành vật tế để nâng chỉ số cho hero còn lại. Trong quá trình này, một trong hai hero sẽ bị hủy diệt. Vấn đề là Han chỉ là hero một sao. Không một người chơi bình thường nào lại có lý do để cứu cậu ta và giết Si cả. Nhắm mắt lại, cậu chờ số phận sẽ đến với mình. Nhưng khi quá trình kết thúc, Han lại là người sống sót. Mà Si thì lại đang biến mất vào ánh sáng. Nở một nụ cười buồn, cô nói rằng mình đã không được chọn. Nhìn Han, cô trông cậy tất cả những việc sau này vào anh. Cuối cùng thì nữ kiếm sĩ cũng biến mất trước sự kinh ngạc của Han. Trở lại cuộc chiến, ngay sau đó Creep đã bị tử trận. Trong khi cô gái tóc đỏ gào thét hai người kia chiến đấu, thì đám yêu tinh đã lao về phía họ, mà hoàn cảnh của Han cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cậu đang chật vật đánh lui đám Goblin với tổ đội chỉ hai người. Một thời gian sau, số lượng Goblin còn lại chỉ 2 con. Còn đang nhắc nhở cô gái tóc đỏ phải cẩn thận, thì Han đã ăn phải cú đâm lén của con yêu tinh. Quay người lại, cậu dùng khiên giải quyết nốt nó. Lúc này hình ảnh của con boss lỗi hiện ra trong đầu cậu. Giáng thêm cho con Goblin mấy đòn, cậu chắc chắn rằng nó là kẻ đã kéo mình vào trò chơi. Vậy là cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, một cánh tay của cậu đã để lại nơi chiến trường. Nhìn vào thương thế, cô gái tóc đỏ cũng thấy ái ngại cho Han. Thực ra người chơi không có nhiều tiếng nói trong chiến đấu, vì phần lớn các trận chiến diễn ra tự động bởi các hero. Vì vậy dẫu game vẫn rêu rao số lượng người chơi là 100 triệu. Thực ra là vì họ có thể quan sát thế giới này như một vị thần. Nhìn vào kẻ điều khiển mình, Han hỏi hắn có vui không. Nhớ lại thời gian trước, cậu cũng từng là một người chơi như tên Master kia vậy. Tại thời điểm đó, cậu đã đứng thứ 5 toàn thế giới với nickname Loki. Sau khi qua màn, hệ thống trao phần thưởng cho bọn họ. Nhờ giết được nhiều quái vật, Han đã được danh hiệu MVP. Hệ thống tổng hợp đã có 9 hero bị chết, chỉ còn lại 2 hero sống sót. Đó là Han và cô gái tóc đỏ. Đã nhiều ngày từ sau trận chiến đầu tiên, Han đã không ngừng luyện tập trong thế giới của trò chơi. Cậu biết rằng mình sinh ra đã là một anh hùng một sao. Có hai cách để một anh hùng chết trong thế giới này, đó là chết trong chiến đấu hoặc bị kết hợp. Anh hùng một sao trong thế giới của Pick Me Up là rác rưởi. Họ chỉ là những đạo cụ vô dụng nhất, chỉ số tồi tệ và khả năng phát triển vô cùng thấp. Những anh hùng kiểu này sẽ không thoát khỏi mối nguy bị kết hợp. Lên cách duy nhất là phải trở nên mạnh hơn, sống sót và quay lại trả thù. Chính vì vậy mà cậu lao vào tập luyện như điên, rèn luyện tất cả những kỹ năng cao nhất có thể, tập những bài tập thể chất khắc nghiệt. Nhìn thấy thái độ tập luyện của cậu, tóc đỏ cũng vô cùng ngạc nhiên, không chú ý đến cô ta. Anh vẫn cắm đầu vào việc luyện tập. Nhìn Han,
Tóc đỏ nói rằng cô đã suy nghĩ suốt đêm qua. Và cô cũng quyết định khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn như lời của anh. Nhặt cây cung gần đó, cô cũng bắt đầu luyện tập khả năng tiễn thủ của mình. Nhắm thẳng vào con bù nhìn. Ngay phát bắn đầu tiên, cô đã bắn trúng đầu của nó. Nhìn vào tài thiện xạ của tóc đỏ, Han cũng phải tán thưởng cho tài năng của cô. Xem bảng chỉ số, cậu phát hiện cô ta vừa tăng 4 chỉ số sau ngày hôm qua. Mặc dù cô chỉ có 1 sao, nhưng lại có kỹ năng bản thân. Hơn nữa, ngay từ lần đầu tiên chiến đấu, cô đã bắn chết một con goblin. Nhìn thấy tiềm năng từ cô gái, Han quyết định giúp đỡ. Vậy là mối quan hệ đồng đội giữa hai người đã được xác lập. Hét to tên của tiểu tinh linh, cậu muốn hỏi cô ta vài việc. Mặc dù khó chịu khi bị gọi tới, nhưng tinh linh vẫn xuất hiện một cách nhanh chóng. Vừa xuất hiện, cô ta đã tuôn một tràng dài rằng mình sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hắn. Nhưng khi Han hỏi, có phải chỉ duy nhất bản thân mình nhìn thấy cửa sổ trạng thái trên đầu của cô ta hay không? Vẻ mặt của tiểu tinh linh có chút mất tự nhiên, cô ta giả vờ như không hiểu Han đang nói về điều gì. Sau khi thấy phản ứng của tinh linh, Han đoán rằng mình là người duy nhất có thể thấy được tin nhắn của trò chơi và tin nhắn của Master. Cậu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu người chơi xóa game. Nhưng tiểu tinh linh chỉ bảo, người lên cầu xin để điều đó đừng xảy ra. Vì trò chơi được liên kết với điện thoại nên người chơi không thể khởi động lại nó. Nhìn cô ta, Han hỏi có phải thời gian ở đây khác với trái đất không? Nghe vậy, toàn thân tiểu tinh linh dựng đứng sợ hãi. Nhờ đó, Han biết được suy luận của mình là đúng. Bị gài bẫy, tiểu tinh linh đã trở nên điên tiết. Nhưng cô ta không thể động vào Han nếu cậu ta không có hành động gây hấn. Thấy cuộc nói chuyện của hai người khá sôi nổi, tóc đỏ cũng muốn tham gia. Han đưa ra một kế hoạch. Hai người sẽ leo lên tầng 100, có thể họ sẽ thoát được khỏi nơi đây. Nhìn vào lực lượng của hai người, tóc đỏ cho rằng như vậy là không đủ để vượt tháp. Han giải thích, người chơi sẽ còn triệu hồi rất nhiều anh hùng trong thời gian tới. Tuy nói như vậy, nhưng số phận của hai người vẫn dựa vào quyết định của Master. Sau khi tập luyện cả ngày, Han đã nhận ra một quy tắc. Những vật thiết yếu và thức ăn sẽ tái tạo lại vào ngày hôm sau. Và nếu cậu nghĩ về thứ mình muốn, thì nó sẽ xuất hiện ở trong ngăn tủ quần áo vào ngày kế tiếp. Và tất nhiên những thứ như vũ khí hoặc súng sẽ không xuất hiện. Mỗi anh hùng khi luyện tập sẽ tăng khả năng thông thạo cho kỹ năng. Vì vậy mà có hiện tượng anh hùng ở thứ hạng bằng nhau, lại có năng lực chiến đấu khác nhau. Tập luyện không tăng chỉ số hay cấp độ, mà nâng cao kỹ năng và hồi phục năng lực của bạn. Với một người chơi giỏi, họ sẽ đánh giá anh hùng của mình theo 3 tiêu chí. Đầu tiên là dũng cảm. Một người chơi thậm chí sẽ không liếc nhìn vào anh hùng nào dễ dàng bị hoảng loạn. Thứ hai là kỹ năng. Một anh hùng hạng cao được triệu hồi sẽ có nhiều kỹ năng, trong khi phần lớn anh hùng hạng thấp chỉ có tiềm năng ẩn mà Master phải tìm ra. Thứ ba là thể trạng. Đó là điều mà Han đang thực hiện tại thời điểm bây giờ. 3 ngày trôi qua kể từ khi Han bắt đầu tập luyện, người chơi đã quay trở lại trò chơi. Trong 3 ngày, cậu đã nhận được 2 kỹ năng, đó là sử dụng kiếm và sử dụng khiên cấp thấp. Thông báo hiện lên, người chơi đang triệu hồi thêm anh hùng. 3 lần triệu hồi đầu tiên, anh ta triệu hồi ra 3 hero 1 sao. Vừa nhìn thấy họ, tóc đỏ đã cảnh báo 3 người phải lập tức chuẩn bị chiến đấu. Giống với lần trước, khe nứt không gian lại được mở ra. 2 người nhanh chóng chọn vũ khí, trước sự ngơ ngác của những người còn lại. Vì đám người lần trước chết khi cầm vũ khí, nên hiện giờ không còn vũ khí để bổ sung. Lúc này những kẻ mới đến cũng bắt đầu hoảng loạn. Mặc cho lời can ngăn của tóc đỏ, họ vây lấy tiểu tinh linh để chất vấn cô ta. Nhưng sau khi bị Isel dạy dỗ, có vẻ 3 tên này đã ngoan hơn. Sau khi tiến đám tổ đội đi làm nhiệm vụ, Isel cũng cảm thấy vui vẻ vì đã làm xong công việc của ngày hôm nay. Đám người được đưa đến tầng 2, nhiệm vụ lần này của họ vẫn là quét sạch hầm ngục. Cũng giống như lần trước, 3 người chơi kia bắt đầu hoảng loạn. Chỉ khác là lần này trong đám kẻ thù đã có thêm sói thảo nguyên cấp 4. 3 tên kia, khi nhìn thấy quái vật thì cũng vãi hết ra quần. Nhưng đáng buồn là cô bé tóc đỏ cũng hoảng sợ. Điều đó khiến chỉ số của cô ta giảm 30%. Huých nhẹ vào sườn cô ta, Han cố sức giúp cô bé lấy lại bình tĩnh. Anh nói cô hãy xử lý 2 con goblin, còn anh sẽ lo bọn sói thảo nguyên. Nhìn đám người mới, Han thầm đoán cuộc săn lần này cũng sẽ giống với lần trước mà thôi. Chẳng bao lâu sau, lũ sói thảo nguyên đã lao đến tấn công. Chúng nhe cái miệng như chậu máu về phía đám anh hùng. Nhưng lần này, Han đã có chuẩn bị nhờ kỹ năng sử dụng kiếm cấp 1. Cậu dễ dàng đâm bị thương một con, thấy con sói vẫn còn sống. Cậu xoay tròn mũi kiếm, rồi dùng lực chẻ đôi con vật.